Em chào anh ạ. Chào anh. Hôm nay em xuống em muốn ghi lại hình ảnh của anh về quá trình anh điều trị khỏi bệnh thuốc. Trước tiên, anh cho biết về họ tên, địa chỉ, quê quán anh đang ở đâu? Mình tên là Nguyễn Chí Hải, hiện tại đang ở Văn Ông, Tảo Trung Văn, Ứng Hòa, Hà Nội. Dạ. Anh nói cho em đôi lời con đường điều trị bệnh của anh như nào? Mình uống thuốc ở nhà thuốc là từ năm mình bị bệnh là từ năm 2008. Dạ, vâng. Uống thuốc. Đi viện là tỉnh nằm anh đau như nào mà anh đi viện để kiểm tra? Đầu tiên là đi làm thì bị đau. Đầu tiên nó chỉ gọi là cúi xuống đau đấy, cúi xuống đau xong rồi lên viện Vân Đình, xong rồi chụp thì nó bảo là bị thần kinh tọa. Dạ, vâng. Châm cứu một tuần thì nó bắt đầu châm cứu anh có giảm không? Châm cứu không. Vâng. Đau lên, châm cứu. Dạ. Trong quá trình châm cứu thì đau lên. Dạ, vâng. Đau lên xong rồi đi ra ngoài viện tỉnh. Viện tỉnh thì người ta đã ra ngoài Việt Đức. Dạ. Việt Đức nằm điều trị ở viện tỉnh nhưng mà lại ra Việt Đức chụp cái cộng hưởng từ này. Dạ. Thì về dạ. Nó là thoát vị đĩa đệm L3 đốt. Dạ. L4, L5, S1. Vâng. Anh kể thì, cái tỉ mỉ, cái triệu chứng đau của anh lúc đau có nặng không? Lúc đau thì có nghĩa là chỉ có ngồi được một lúc và nằm thôi. Vâng. Còn không đi được, đi là nó giật ngửa ra đằng sau, ngã không đi được. Cơn đau nó an toàn như nào? Cơn đau thì nó có đau triền miên suốt. Vâng. Anh đau kéo dài bao thời gian? Đau nó vào khoảng gần một tháng. Gần một tháng. Lúc đó anh đau nhiều như vậy, đi lại có phải chứng vậy không? Nói chung là đi là phải có người dìu. Đi phải có người dìu không. Gần một tháng đúng không? Gần một tháng. Mọi sinh hoạt là phải có người trợ giúp. Mọi sinh hoạt đi lại là phải có người. Vâng. Sau khi anh biết bệnh như vậy thì anh có đi điều trị tiếp ở đâu không? Trong quá trình ở viện về thì nằm ở viện gần một tháng, thì về thì có đi chữa ở ngoài một tháng. Anh nằm ở viện điều trị có thiên giảm nhiều không? Không, đau lên, càng ngày càng đau lên. Dạ vâng. Thì xong rồi quay về điều trị ở bên ngoài ở Hà Đông thì được một tháng, gần một tháng. Vâng. Xong rồi thấy người mách là anh điều trị ở Hà Đông thì những pháp như nào? Chỉ có nắn thôi. Nắn. Còn chị uống thuốc không? Không uống thuốc. Không uống thuốc. Trong gần một tháng là không giảm không? Gần một tháng thì nó chung là nó cũng phải hơi đỡ đỡ một tí. Xong rồi quay về có người mách thì quay về lên nhà anh nhé. Vâng. Sau khi đến nhà thuốc chúng em thì được nhà thuốc em điều trị những pháp như nào? Thì lúc đầu tiên lên thì bác ấy bảo là cái này phải đắp mà cách ba ngày một miếng. Ba ngày một miếng thì mình đắp 5 miếng. Xong rồi sau 5 miếng là uống thuốc. Uống mới đầu anh uống thuốc bệnh tình của anh nó đau lên hay là giảm luôn? Thì lúc đầu tiên là uống thì sau uống được ngày đầu tiên sang đến ngày thứ hai, ngày thứ ba là bắt đầu đau đến 2 hôm sau thì là bắt đầu giảm. Anh uống tổng cộng của nhà thuốc thì bao nhiêu tháng anh khỏi hoàn toàn? Bây giờ nói chung là chắc nó không nhớ được chính xác là bao nhiêu nhưng mà chắc nó khoảng 3-4 tháng gì đấy. 3-4 tháng. Anh điều trị nhà thuốc thì thời đó là bố em làm đúng không? Đúng rồi. Tưởng là thuốc đắp thuốc này và cho uống thuốc. Đúng rồi. Mới đầu bệnh đau lên sau giảm dần. Đúng rồi. Từ đó nay anh khỏi được bao nhiêu năm rồi? Từ năm 2008 đến 2019, năm nay là 11 năm rồi. 11 năm. Trong suốt 11 năm đó, anh điều trị bất cứ ngoài thuốc nào khác ngoài thuốc của nhà thuốc không? Không. Vâng. Không có thuốc nào khác. Hiện tại anh đi làm việc bình thường chưa? Vẫn bình thường. Vâng. Nghề nghiệp anh là làm nghề gì? Lái xe. Lái xe bây giờ hàng ngày anh chạy xe bình thường chưa? Bình thường. Không còn đau đớn gì? Không. Em hỏi câu tỉ mỉ hơn là lúc đó anh đau nhiều như vậy thì đi chụp chiếu ở viện có chỉ định anh có anh là một hay một không? Có lúc nằm ở ngoài viện tỉnh đấy là hai vợ chồng là ký giấy mổ rồi ấy chứ. Dạ, vâng. Có thì ông chú ông ấy làm ở trong đấy. Dạ. Thì ông ấy khuyên ông bảo là không mổ. Dạ. Thì lại sáng sau thì gần đến giờ mổ thì hai vợ chồng lại bảo không mổ nữa. Dạ, vâng. Xin về chữa ngoài. Ngày trước anh đi nhà thuốc thì cơ chỗ nào anh biết nhà thuốc của em? Nói chung chả nhớ được. Vâng. Không nhớ được, nói chung là lúc mình có bệnh thì ai mách đâu thì đi đấy thôi. Dạ, vâng. Bởi vì là cái thời đó là bố em làm mà anh đúng đi rồi. Bệnh rất là lâu rồi. Lâu rồi. Vâng. Anh đau nhiều như vậy trong suốt thời gian ngày trước mình bệnh nặng ấy, thì tư tưởng anh có, tâm lý anh có cảm giác có chán nản nhiều không? Nói chung là lúc đấy suy nghĩ thì chán lắm. Dạ, vâng. Bởi vì là
Chả như là ăn thì ăn uống thì nói chung là đã kém rồi, đau đi lại không đi lại được, chán lắm. Mà lúc ấy chân nó có một một bên chân tám, một bên chân 10, chân một bên chân nó còn teo rồi, anh theo chân bên nào nhỉ? teo chân bên trái. Vâng. Đi lại đó phải đi đi dìu. đi dìu mà đi lệch người, đi lệch người. Lúc đó thì ai là người chăm anh thường xuyên? Vợ, hai vợ chồng rồi. Dạ vâng. Lúc đấy 2008 là mới được đẻ được một đứa. Dạ vâng. Hiện tại anh được mấy cháu rồi? Ba, mấy cháu. Ngày trước là mình làm ở dưới xi măng Tiên Sơn, xong rồi quay về vẫn đi làm ở dưới xi măng Tiên Sơn, vẫn Vâng. lao động nặng bình thường mà. Bây giờ hiện tại anh làm việc bình thường kìa. Bình thường. Trong suốt 11 năm năm qua. Vẫn bình thường. Bình thường, không còn đau nữa. Không. Hôm nay em muốn xin lại hình ảnh của anh. Anh có cảm nhận nhà thuốc em điều trị bệnh thoát vị đệm cho anh có hiệu quả không? Nói chung là cái bệnh của mình thì là rất là nặng, nhưng mà mình lên với nhà thuốc thì trong cái quá trình điều trị đấy thì cái số nói chung là thuốc đấy là rất là tốt, thì Dạ trong mình sau khi uống và điều trị đắp đấy thì là có hiệu quả, vâng. 11 năm qua anh làm việc bình thường kìa. làm việc bình thường, không không thấy. Không còn đau đớn gì. Nói chung là khoảng độ 6 năm nay là mình trước là lao động nặng bình thường thì vô tư, nhưng mà trong khoảng 6 năm nay mình lái xe khoảng 6 năm. Vâng. 6 năm thì ngủ nhiều, thì hiện tại như bây giờ là nói chung là thời tiết thay đổi là nó có hơi hơi mỏi mỏi một Hơi tí. mỏi một tí. Chứ là những cái đấy thì mình người bình thường cũng Đúng bị rồi. chứ không phải là mà. Cái đấy thì anh kết hợp anh hàng ngày đang đu xà cho em. À có, thỉnh Vâng. thoảng vẫn đu xà đơn đấy. Cái tâm lý mà ngày trước mà anh nằm liệt như vậy không dậy được thì anh có hy vọng là bệnh của anh điều trị khỏi không? Thế mình cái tâm lý của mình thì mình xác định là mổ đấy. Mổ Là thì bác mổ. sĩ bảo là 50 50. Dạ vâng. Chán lắm, nhiều lúc ấy bị bệnh này chán lắm mà. Thì ông chú ông làm ở viện tỉnh đấy thì ông ấy bảo là chú khuyên mày đừng mổ. Dạ Mổ là vâng. 50 50. 50 là được, mà được thì nó chỉ được khoảng 5 15 là phải thay 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 cái sụn khác. Dạ đúng rồi. Đấy, nên là tâm lý lúc đấy thì em bị bệnh thì chán lắm. Dạ. Nhưng mà sau quá trình uống thuốc đấy ở nhà thuốc thì mình thấy khỏi bệnh thì mình thấy an tâm. Dạ Công vâng, tác thế làm việc khoảng độ 11 năm nay là không có vấn đề gì. không vấn đề gì. Hiện tại chân anh còn teo là không? Không, rất bình thường. Còn tê là không? Không. Vâng, thì là mức độ là tốt rồi. Vì hôm qua thì em cũng biết tin là anh mách cho rất nhiều người dưới làng mình lên. Và hôm qua là người nhà anh lên lấy thuốc thì có nói với em là anh mách lên là anh khỏi được 11 năm rồi. Thì hôm nay em mới cất công xuống tận nhà anh để phỏng vấn hình ảnh. Rồi. Thì thay mặt nhà thuốc thì em không biết nói hơn. Em cảm ơn anh và chúc anh Đại Đình năm mới luôn mạnh khỏe nhé. Vâng, em Rồi. chào Mình anh. cảm ơn nhà thuốc. Dạ vâng. Lá bó được cho ăn chảo đảo thật đều, sao từ 1 đến 5 phút cho đến khi nhiệt độ của lá đạt khoảng từ 30 đến 40 độ là được, rồi ta bắt ra. Lá bó sau khi được sao từ 1 đến 5 phút ta bắt ra đổ rượu cho đều, dùng thìa đảo lá thật đều lên, dụng cụ gò lá gồm có hai cách. Cách thứ nhất, bệnh nhân chuẩn bị một tấm vải xô kích thước dài từ 3 phân rộng 2 phân. Cách thứ hai, bệnh nhân dùng một chiếc khăn sữa của trẻ á sinh kích thước dài từ 3 phân rộng 2 phân. Nhà thuốc sẽ hướng dẫn cách gói lá bằng vải xô trước. Lá bó sau khi được đổ rượu và đảo đều, ta xúc lá từ trong chảo cho vào tấm vải xô, dùng thìa dán mỏng lá vuông góc bốn cạnh đều tay, ta quấn bốn đầu
của tấm vải xốp này. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân có thể dùng một tấm ni lông đặt mặt ngoài hoặc một tấm giấy cũng được. Người ta ngửa lá lên. Đây là cách gói lá thứ nhất của nhà thuốc đã làm xong. Còn cách gói lá thứ hai, bệnh nhân chuẩn bị một chiếc khăn sữa của trẻ sinh. Sau đó ta dùng kéo cắt một đầu ra. Người ta mở miếng túi. Xúc lá từ trong chảo đổ vào túi. Xóc lá vuông góc đều tay bốn cạnh lại. Chúng ta quấn một đầu của túi lại. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân cũng dùng một tấm ni lông hoặc một tấm giấy đặt mặt ngoài. Người ta ngửa lá lên. Đây là hai cách gói lá của nhà thuốc. Bệnh nhân thích chọn cách 1 và cách 2 cũng được. Người đã vào vị trí bị bệnh. Chị bị đau này bao nhiêu năm rồi chị? 3 năm rồi. Chị đau bên nào nhiều? Tê chân này chị? Tê chị 3 tuổi rồi. Thế nào? Bỏ ra thì nó lặn không đi được. Sao bên trái nhiều nó? Thì dùng băng phun này nhé. Cố định lại.
Tối đắp thì ngày nghỉ nhé. Anh cũng ngồi đây em hướng dẫn cho. Đắp thì ngày nghỉ. Trong quá trình điều trị không hiểu thịt chó cho em nhé. 5 ngày thay vào miếng. Hàng ngày bỏ lá ra rồi lại sao lại đắp IC này nhé. Cái này sao nóng 1 đến 5 phút rồi rượu đắp vào thôi. Có gì cả đắp có uống điều trị thứ 2 4 tháng. Trong ngắn vào đấy, này sang trái mà. Anh đây anh ạ. Đâu đâu? Đấy làm sao? Đã cầm pin chưa? Pin thì của anh chị đưa pin bao nhiêu chị ơi? Cả hai vợ chồng đều bị à? Chị nhà làm nhiều chị nặng hơn của anh. Xong thì chị anh ăn mua xà cho em nhá. Kia thì bị chó lên. Anh đi tay vào đây nhá. Em đi vun xà. Hai vợ chồng đều bị. Làm người đánh người. Rồi, giờ đây thường nhé. Trước đắp thì dùng đồ gói á thì anh lấy một tấm khăn này nhé, khăn mặt này. Đặt trực tiếp vào pin này. Đó. Hoặc có thể là anh dùng một tấm giấy nhé. Đặt trực tiếp lên cũng được. Nhưng muốn lá tác dụng tốt thì mình nên đặt một tấm mặt này. Chị đem về lá chưa? Đấy, lá bó nó đắp trực tiếp lên vạc nhé. Mặt ngoài của lá thì mình có thể dùng một tấm giấy cũng được. Nhưng mà thuốc hay đắp thì thuốc hay đắp bằng tấm ni lông này cho lá đi ẩm tốt và nhựa lá khỏi dây ra áo. Dùng măng cun của anh nặng. Tối đắp thì ngày nghỉ cho em nhé. Điều trị thứ 2 đến 3 tháng phương đã được rồi. Tắm rửa vỏ lá ra sao đắp vào nhé. Tất cả các lá thì mới cho chú dùng để ngăn đá cho em. Ngăn đá.